Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung mới nhất. Biệt kích Israel thực hiện cuộc đột kích chưa từng có ở Lebanon. Tối ngày 2 tháng 11, quân đội Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân bắt giữ thành viên Hezbollah cấp cao trong chiến dịch chưa từng có ở miền Bắc Lebanon. Theo truyền thông Lebanon, đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện chiến dịch đột kích vào một ngôi nhà gỗ trên khu vực bờ biển Batron, phía nam thành phố Tripoli và bắt giữ một người trước khi quay trở lại biển và rời khỏi khu vực bằng xuồng cao tốc. Cơ quan thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin một lực lượng quân sự không xác định đã tiến hành một hoạt động đổ bộ trên bãi biển Batron và di chuyển đến một ngôi nhà gỗ gần bãi biển. Camera an ninh ghi lại có hơn 25 quân nhân xuất hiện tại bờ biển Batron cùng cảnh binh sĩ áp giải một người. Người đàn ông bị trói tay ra sau lưng. Cuộc đột kích diễn ra cách biên giới trên biển của Israel với Lebanon khoảng 140 km về phía bắc. Tờ The Times of Israel nhận định diễn biến này là một hoạt động bất thường cả về bản chất và địa điểm sâu bên trong Lebanon. Cuộc đột kích này gây chú ý bởi lẽ trong khi IDF tấn công miền Bắc Lebanon bằng các cuộc không kích, lực lượng mặt đất lại hoạt động ở phía nam nước này. Nhà báo người Lebanon Hassan Ilek, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích trích dẫn các quan chức quân sự Lebanon giấu tên, cho biết hoạt động này dường như thực hiện phối hợp với Hải quân Đức, hoạt động trong lực lượng UNIFIL nhằm ngăn Hải quân Lebanon can thiệp. UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon, bác bỏ thông tin tham gia vào hoạt động này. Một phó phát ngôn viên giấu tên nói với kênh Saudi Arabia News rằng việc phát tán thông tin sai lệch và tin đồn vô căn cứ là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó tuyên bố đơn vị biệt kích thủy quân lục chiến CZ-13 thực hiện hoạt động này. Tờ The Guardian dẫn xác nhận của quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bắt giữ một đặc vụ cấp cao của Hezbollah, đưa người này đến Israel để đơn vị 504 thuộc Cục Tình báo quân sự thẩm vấn. Hãng truyền thông Axios trích dẫn các nguồn tin của Israel cho biết người đàn ông bị bắt là Imad Hamad, chịu trách nhiệm cho các hoạt động hải quân của Hezbollah. Theo cách nói của IDF, Imad Hamad là nguồn kiến thức quan trọng trong lực lượng hải quân của Hezbollah. Phát biểu với đài tin tức địa phương Al-Jadid News, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lebanon Ali Hamir cho biết Hamad là thuyền trưởng dân sự và đang theo học tại một học viện hải quân dân sự. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Hamad mặc bộ quân phục có vẻ là của hải quân. Về phía Hezbollah, lực lượng này không bình luận về thông tin Hamad thuộc lực lượng này. Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati cho biết Lebanon sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, ông Mikati yêu cầu quân đội Lebanon và Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc. Bộ trưởng Hami nói vụ bắt giữ Hamad diễn ra cách nơi cư trú của người này 100 m. Nếu chứng minh được rằng vụ bắt giữ liên quan đến một cuộc đổ bộ của hải quân, thì việc thực hiện nghị quyết 1701 ở đâu? Cùng ngày 2 tháng 11, thì IDF ước tính lực lượng mặt đất và các cuộc không kích đã tiêu diệt khoảng 2.000 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon một tháng trước. Tối ngày 2 tháng 11, quân đội Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân bắt giữ thành viên Hezbollah cấp cao trong chiến dịch chưa từng có ở miền bắc Lebanon. Theo truyền thông Lebanon, đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện chiến dịch đột kích vào một ngôi nhà gỗ trên khu vực bờ biển Batron, phía nam thành phố Tripoli và bắt giữ một người trước khi quay trở lại biển và rời khỏi khu vực bằng xuồng cao tốc. Cơ quan thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin một lực lượng quân sự không xác định đã tiến hành một hoạt động đổ bộ trên bãi biển Batron và di chuyển đến một ngôi nhà gỗ gần bãi biển. Camera an ninh ghi lại có hơn 25 quân nhân xuất hiện tại bờ biển Batron cùng cảnh binh sĩ áp giải một người. Người đàn ông bị trói tay ra sau lưng. Cuộc đột kích diễn ra cách biên giới trên biển của Israel với Lebanon khoảng 140 km về phía bắc. Tờ The Times of Israel nhận định diễn biến này là một hoạt động bất thường cả về bản chất và địa điểm sâu bên trong Lebanon. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.